Cả các anh em nha, video này như thế, các anh em tham gia một chương trình này góp nhận 150 tục cần ray nha bạn. Thì trước kia bạn nào đã làm dự án là nhận tục cần HVLI từ sàn La Tục Cần thì các bạn vào chat với các bạn, nó đã phân phối rồi bạn. Mình đã nhận được 250 tục cần HVE nè bạn. Thì giá khoảng 0.6 ạ. Thì trên sàn La Tục Cần thì giá có khi 5 đô một tục cần, có khi 0.000 tục cần chỉ cũng vậy. Giá trên sàn La Tục Cần khó là đoán nha các bạn. Ok, để tham gia giáp này các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn thứ nhất các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn La Tô Cần và KC Level 2 nha các bạn. Rồi sau khi các bạn KC Level 2 rồi xong thì các bạn click phần link mô tả thứ hai của mình đó các bạn. Các bạn mở Telegram ra, các bạn chat bot nha các bạn. Và các bạn chờ chút xíu. Rồi các bạn, rồi sau khi mở Telegram các bạn bấm nút Start nè bạn. Sẽ đứng máy chúng ta. Sau khi bấm nút Start xong thì kỹ ta. Sau khi bấm nút Start xong thì các bạn bấm Don nha bạn. Sau khi bạn bấm Don xong thì đối với các bạn nào tài khoản mới thì các bạn điền email vào các bạn. Còn đối với tài khoản cũ thì các bạn chỉ việc là bấm vào follow Twitter, bấm I don't check it nha bạn. Rồi tờ quýt nó, rồi bấm I don't check it nha bạn. Rồi tiếp tục bấm join kênh Telegram nó, bấm I don't check it. Rồi join kênh Telegram bấm I don't check it. Follow Twitter bấm I don't check it nha bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram bấm I don't check it. Nhiệm vụ thì bạn chỉ việc là bấm I don't check it thôi các bạn. Rồi sau khi nó hiện ra một cái sàn là email La Tô Cần thì các bạn đã hoàn thành nha các bạn. Sau này Tô Cần nó sẽ phối về sàn La Tô Cần. Và tiếp tục thì các bạn nào muốn kiếm thêm Tô Cần từ sàn La Tô Cần thì các bạn click cái phần link thứ ba mình bấm nút Start này các bạn. Sau khi bạn nó Start đây thì có những Tô Cần Bri nha các bạn. Các bạn muốn nhận thêm Tô Cần nào thì các bạn nhắm vào Tô Cần đó nha các bạn. Ví dụ như mình nhận 10 tục cần là CX, các bạn nhắm vào là CX nè. Rồi nhiệm vụ các bạn việc là follow, rồi bấm I don't check it, xong nha tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 150 tục cần red, đến đây cũng kết thúc. Mình chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.